cũng đã lắm á. Đã lắm rồi. Xa lắm. Đi đã đời luôn. Đua xe go kart gì đây này. Đó, xung quanh là cây dừa thôi mọi người. Đi ở chỗ là mọi người có một cái bàn để kiểu như để ăn vặt. Phố hình như có phố đi bộ nữa mà. Đấy, có đi bộ cũng rồi nè. Thôi ra đây. Nằm ở tại Bình Dương. Không, lượng người đi vào rất là nhiều nha các bạn. Cái xe máy là ở khu gửi xe là mình thấy là chật kín luôn á, nhiều lắm á. Nhưng mà nó vẫn kêu chật kín. Thấy ghê không? Nhưng mà chưa thấm vào đâu hết. Với cái sức chứa của sức chứa ở đây này. Cái rộng xe lắm. Của Đại Nam nó rất là kinh khủng. Đáng cái khu này là các bạn đi vào là khu đền thờ nha các bạn. Đền thờ. Đền thờ Đại Nam. Hoa gì mà mấy ngàn năm nữa lần đó. Đây là hoa ưu đàm. Ưu đàm có nghĩa là hoa nó nở trên đá mà. Trên đá mà có hoa nữa. Đây phố đi bộ đây các bạn. Nó sẽ có hai khu đó các mọi người. Okay. Bây giờ hiện tại cái khu đi vào cái khu quốc tổ đền thờ ở nhà Đại Nam thì đông lắm các bạn. Wow. Ờ, để coi thế nó là cái gì thì mình phải đi vào mới biết chứ. Nhưng mà đi ra dòng xa là bao mệt luôn nha. Đây khu phố ẩm thực nha mọi người. Xem khu phố ẩm thực có gì. Đó trời món này. Ê đi vào phía này trời bắt đầu chúng mình mưa rồi mọi người. Cái kia nó bán gì kìa. À, nước. Mua ăn bà. Ăn cái gì? À, cái là cái chỗ phố phở này. Mì xà bò, phố phở mà với mì xà bò, làm nướng. Không được cái tay gì đấy. Tôi biết là nó không đúng lắm ha. Vô mới được ha. Quầy hàng ẩm thực thì không có phong phú lắm các bạn. Chỗ này nó đúng là cái phố đi bộ cũng rộng á. À, cái máy che rồi âm nhạc rồi mọi người rất là ok luôn á, có màn hình led nè mọi người. Ôi trời luôn. Khách này người ta vô rất là đông, mình cứ tưởng là Đại Nam là không mở dịp này nhưng mà mọi người hoạt động rất bình thường mọi người. Phía bên đây là những cái đồ lưu niệm nón rồi mọi người. Mọi người đi cái cổng sau thì mọi người thấy cái cổng sau á các bạn, cổng phía sau này nó sẽ là trung tâm luôn. Kiểu mọi người đi qua cái khu vui chơi cũng được mà qua cái khu phố ẩm thực hoặc là đi qua cái khu gọi là nhà thờ tổ. Trời muốn mưa rồi.
xong chơi à, nước nước cho miệng thôi, không bị khẩu trang lại. Rồi à, 18 tầng địa ngục rồi. dám vô không? Tất nhiên là không rồi. À, khu này khu đấy cây đông rồi các bạn. Hiện tại thì hầu như tất cả các khu du lịch đều rất là đông ở trong cả nước luôn. Ở miền Nam này rất là nhiều, như Vũng Tàu các chỗ rồi rất là đông, nhưng mà kiểu như do là trời mưa dịch gì lễ này đúng vào dịch trời mưa. Đứa nào đây, đứa nào cho mát không? Rồi. Khu thờ tự, nhà thờ các bạn, tức là cái thờ hơn 1.000 dòng họ của Việt Nam. Đó, đây là khu vui chơi nè. Đi mà cá người. Thì đã nói rồi. Đây. Ừ. Các cái cửa hàng bán đồ ăn nhanh là đông lắm mọi người. Rồi, kiểu như trong này có rất là nhiều trò chơi giống như ở Suối Tiên luôn đó các bạn. 18 tầng địa ngục. Đó. Anh Dơn anh mới có đảo một vài dần mà anh cảm thấy là anh đuối rồi. Thôi con chơi cái trò chơi này, chơi bên đây có làm cái phim này. Coi. Đây. Con cắt. Đâu con cắt đâu? Alo. Con xe này. À, cái chỗ mà đua xe thì anh Dơn anh cũng rất là thích. Hôm nay anh vô đây mục đích là anh đua xe mà. Mua vé đâu? Vệ sinh đâu? Toilet đâu? Đây là khu đã đi vào lái xe nha các bạn. Đường cát trong này nó cái cây cối nhiều lắm, đặc biệt là cây dừa thôi các bạn. Rất là đông nha các mọi người. Wow. Ghê hả? Ồ, nó chạy nhanh lắm, nguy hiểm lắm John. Đi qua đua xíu rồi. Cho John thoảng đang tò mò đó, rất là thích. Ê, cái này hình như nó cũng đâu có dài lắm đâu, chạy vòng vòng á. À. Wow, đồ chạy. Wow. nó ôm hết. Ơi qua chỗ này ôm nhẹ nhẹ rồi. Rồi. Trời mưa rồi. Đưa đi. Ê, cái trò chơi này hình như là trên một mấy năm các bạn đỡ coi thêm.
đây là F1. Wow, wow, cái cơ cấu của nó là bằng sắt thép không vậy? Lên đi ra, lên đi ra. Trời mưa các bạn. Oh, cái trò chơi này mọi người đi lái xe công thức 1 này là phải là trên 1,5 mét mới đi được các bạn, chứ em không cho chơi. Đó. Mưa. Thôi mình coi còn cái trò chơi nào chơi được rồi vô chơi được cho chơi. Con chơi được. Đây nè, ông bay quá trời trò chơi đây nè. Cái gì vậy? Bí mật kim tự tháp kìa. Ê, nhưng mà mình hiểu được nhiều thứ. Ê, vườn thú nè. Biển Đại Nam nè. Đại Nam Beach. Trường đua. Racing course. Wow, bên này đông lắm. Do mưa. À, bây giờ cái này á. À, hình như cái xe nó đằng kia kìa. Nó cho thuê không? Cho. Ê, thuê. Thuê. Muốn đi không thì thuê đi. Đi. Bên kia kìa. Đây mọi người. Kim tự tháp. Thôi đâu không? Cái này là điểm thuê xe đạp nha các bạn. Giá thuê 50.000, thế chân 50.000 hả? Ủa em thuê xe ở đâu anh? Thuê xe đạp ở đây nhưng mà hết xe rồi anh ơi. Hết xe hả? Chắc chờ ha. Ở đây, ở Đại Nam đang mua nha các bạn. Và chờ quá lâu luôn á. Mình lên đi xe đạp. À, không có xe để đi nữa. Bên này là cái gì? Lâm cung gì đại cung gì đây? Lâm thần đại mới cung. Lâm thần đại mới cung. À, đang đi đạp xe đạp nè. Ba, xích vô cho xe tải đi kìa. Làm cho cái xe bên nhà xe chở khách đi kìa. Nguy hiểm quá. Có nhiều điểm rẻ lắm nha. Đây là khu mạo hiểm nè. Ai muốn chơi map nào chơi map đó, hay là leo từng nắp luôn, hay là leo từng gì, hay là leo hết luôn á. Còn trong này là gì ta? À, khu để xe gì đấy, ai mà biết. Khu này đi đâu? Là đi đua xe gì á. Đây là bến xe trung chuyển nè. Tiếp tục nữa. Đặt xe phơi luôn.
này đi đâu đó? Vườn thú biển. Đây là một cái đi rất là nhiều nơi. Vườn thú nha các bạn, dưới biển. Ủa mình đi xe đạp đi vườn thú được mà. Rồi đó mọi nha. Dạ. Con mà tay lấy lụa mà. Mưa thì không cần mưa. Ba đạp mà có gì ba đạp từ từ thôi, con đạp chợ phụ ra. Thôi để ba đạp thôi. Wow. Ở này là điện mặt trời các bạn. Đó, điện năng lượng mặt trời nè. Các bạn. Điện này là các bạn khu khu du. Không bao. Không có thấu. Cái này hình như là con sản xuất hả? Nhà máy Đại Nam. Khu sản xuất của nhà máy Đại Nam nè các bạn. Wow. Nhiều cái đồ chậm lắm. Bao xuống luôn à. Thôi. Đang đi xe đạp cho nên nó rung nha các bạn. Cái đường đi trên đường đi này. Đó. Khu này là ra. Các bạn sẽ đi ra. Mình đi trong đi. Quay. Cái này là khu biển. Giống như biển ở bên là biển á. Đó, thấy chưa? Biển Tiên Đồng. Đây, như. Đây là biển nè, beach. Đà Nẵng beach. Lưng. À. Đó. Ồ, xe hai càng qua vô anh. Cô xe nha. Đó. Mưa các bạn. Mưa không tắm biển được nha mọi người. Ở trên này là đều có điện mặt trời hết đó các bạn. Điện năng lượng mặt trời. Đó, phía bên kia là khu phố đi bộ này. Ở quay các bạn, đường này đường đi ra rồi, đi này là đi ra luôn rồi. Xe điện không các bạn? Cái này là ra cổng sau nha các bạn, cổng phía sau á, cổng phía sau khu trường đua đó. Trường đua xe đó các mọi người. Chưa xe đuôi chó rồi mọi người. Ổn không? Ổn không? Cái kiểu là cái thắng này, cái tay đông này mọi người cua là té đó các bạn. Cho nên anh vô anh cầm chính luôn rồi. Chỗ này rộng. Hết xe được. Thôi. Mưa. Mưa. Chưa. Xong hết nó mới vậy hả? À.
các gọi là các chuyên gia đang huấn luyện. Thử tháng rồi đi. Ở đây khu Đại Nam dịp lễ 30/4/1 năm cũng khá là đông, rất đông nha các bạn. Trời đang mưa nha mọi người. Rồi. Vô. Bụp. Rồi. Ê, phía dưới mọi người thấy được lửa nha các bạn. Trong đây cũng có rất là nhiều trò chơi cảm giác mạnh, có biển không, nó giống như là suối tiên các bạn, mà có vẻ là nó rộng hơn, có khu vườn thú rồi nữa mọi người. Hôm nay mình quay ra đây, quay cho các mọi người xem là thử là mọi người đang thắc mắc là khu du lịch Đại Nam có còn hoạt động không? Thì hiện tại là đang vẫn đang bình thường nha các bạn. Người ta không vô thì thấy không? Đông đông dịp lễ này vẫn bình thường nha các mọi người. Nói chung là đúng rồi đó các bạn. Cái khu đền thờ tổ kia mình đã vô một lần rồi. Bây giờ hôm đó thì mình không vô nữa. Mình sẽ đi về chỗ này qua. Lần trước à. Cái xe này ra vô liên tục các bạn. 5-7 phút là có một chuyến à. Vô. Ok. Ra trống quá. Ra thì trống mà đưa vô thì đông quá. Này vô khu đình thờ tổ khá đông. Đây ra cổng luôn chú. Đấy, mọi người bên kia. Xe ra hả chú? Xe ra xe cổng. Đây về á. À. Cây dừa là cây chủ đạo luôn. Tiếp vào đây con. Dừa thì mới trồng mà chưa có. Đấy, nói chung là đi chơi nhiều buổi sáng. Khu sở thú, khu đình thờ tổ ở phía dưới mình, cái thung lũng nhìn đẹp lắm, dưới đấy cũng rất là đẹp. À, dọc đây có nhiều cái gọi là khu nghỉ, mọi người ngồi ăn uống. Đi qua đường này cũng được nè. Đường đó đi ra cũng được luôn, cực kỳ luôn. Đại Nam làm cái gì cũng to hết. Bốn trăm năm mươi hecta. Cái gì? Ở Đại Nam bao nhiêu mét vuông, rộng bao nhiêu mét vuông? 450 hecta. Biết hecta không?
có 7-3 hecta mà. Bọc cơ này. Đây, cục ra ngoài rồi này. Cục cờ này làm giống như cục cờ Hà Nội này. Để anh gặp lại lần sau. Ra khu này nha. Thôi đi ra đây. Đây. Đây là khu vô nãy mình quay cho các bạn xem lại một chút xíu nữa nè. Ban đêm cũng rất là đẹp, ban đêm cũng có ánh đèn điện đồ dữ dàng lắm. Đó. Chị ra đây thôi hả bà? Ừ, sẽ đây mình sẽ đi bộ ra. Chị chán nữa. Ừ, gần mà. Nói chung đi vô khu này nè. Đó, phía bên này là khu, nói chung là các bạn đi một lần bạn sẽ biết là nó rộng như thế nào luôn á. Rất là rộng luôn. Rồi ok. Anh John đi, nói chung anh chưa chơi hết những cái trò chơi mà anh yêu thích. Đặc biệt là cái vụ mà đua xe, đua chó gì đó, anh chưa có thưởng thức được. Rồi, hẹn anh gặp lại sau, nếu anh cao thêm 2 tấc nữa ha. 20 cm nữa. À, 20 cm nữa. Là 2 tấc đó. Rồi.